Xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại kênh YouTube mình. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip để chia sẻ tới các bạn cái cách để chúng ta sửa được cái lỗi, những cái lỗi trên game hoặc là phần mềm trên máy tính mà các bạn thường gặp phải. Gần như toàn bộ mọi lỗi trên các cái game online giả sử CF Audition đột kích nhé. Thì cũng nhân tiện đây, bạn nào cần có nhu cầu mà sửa lỗi những cái lỗi chuyên sâu, các bạn có thể liên hệ bên mình nhận sửa tất cả mọi lỗi trên máy tính nha các bạn. Ok, quay trở lại vấn đề để chúng ta có thể sửa được những cái dòng lỗi ở trên xe app đột kích thì chúng ta sẽ vào một cái trình duyệt. Sau đó thì chúng ta sẽ tải cho mình cái bộ xử lý lỗi game phần mềm này. Đối với cái trường hợp này nó sẽ fix được những cái dòng lỗi nhẹ. Và chúng ta nên kiểm tra xem là ổ C của chúng ta có bị đầy không nhé, cái ổ cài đặt của chúng ta ấy. Nếu mà nó đầy thì chúng ta nên giải phóng bớt đi, để cái không gian mà cái game đó nó có thể chạy được, nó được thoải mái. Nếu mà nó bị đầy ấy, thì nó sẽ không thể chạy được game. Sau đó thì chúng ta sẽ tìm kiếm cái từ khóa là sửa lỗi game phần mềm. Sau đó chúng ta sẽ vào trang blog chia sẻ kiến thức, các bạn sẽ vào trang web này để tải cho mình cái bộ công cụ sửa lỗi. Thì ở bên dưới trang nó sẽ có gói chốt sửa lỗi tổng hợp game phần mềm, thì các bạn sẽ ấn vào link download và chúng ta sẽ tải về. Thì trong cái gói này thì nó có cái 7 cái chương trình có thể xử lý các lỗi, thì các bạn sẽ cài 7 cái chương trình đó ra. Dung lượng của nó là 378MB nha các bạn. Sau khi chúng ta đã tải về xong, các bạn sẽ tải hết cái chương trình đó ra. Bạn nào có nhu cầu sửa lỗi game phần mềm, sao lại gọi lên bên mình về